Ok, thì xin chào quý vị, quý vị quay trở lại với channel của mình Hoàng Bà Sơ. Và sau đây thì mình sẽ thi IELTS lớp 10 vòng 1 năm 2018-2019. Nên các bạn không thể vào được cái giao diện như thế này, bạn hãy nhấp vào cái ô hình chữ nhật đấy để chạy flash. Distance, phải không ta? Ok. Ceremony. Đây là plow nha các bạn. Plow. Finish. Carry. Carry gì ta? Carry. À. Carry này là một cái tính từ modern, à có thể tính từ, có thể danh từ nữa thì phải, nhớ vậy. Repair, repair này có nghĩa là sửa chữa, còn prepare, p-r-e-p-a-r-e là chuẩn bị.
game. Fish. Bây giờ mình sẽ cho bạn nghe. One. Mình không comment. I don't know. He's always happy. Cái bài này các bạn phải viết. Two. Các bạn phải biết đúng theo cái mẫu câu. We often chat about our work. Ví dụ như đứng đầu câu các bạn phải cap lock lên. Three. These girls are not old enough to get married. Four. It took me 2 hours to finish the exam yesterday. Five. It takes me 45 minutes to prepare. Six. He did not try hard, so he failed the exam. Bạn phải chú ý cái thì của nó nha. Đôi khi chữ fail mình không nghe rõ là nó phát âm ed ra sao, nhưng mà bởi vì ở trước nó là didn't try hard, so he failed the exam. Seven. I go to church on Sundays. Church là nhà thờ. Eight. Pagoda là chùa. How long does it take? Nine. We are almost there. This soup tastes delicious. Ten. I have new moonflowers. Thì cái câu trước là tastes delicious. Cái mẫu ngữ pháp ở đây là những cái động từ mà hình như là liking verb. So, sorry các bạn, mình bị cái vụ mà chưa có crack Bandicam cho nên là nó bị dừng. Thì liking verb là nó đứng sau cái động từ đó thì nó sẽ là một tính từ. Ví dụ như là this soup tastes delicious, như là câu đó. Hoặc là that sounds good, tức là nghe có vẻ được đấy, nghe có vẻ hay đấy. Thì sau nó là một tính từ. Thì nó có nhiều liking verb. Bạn có thể tra Google. I have new. Let me nghe lại câu này. I have new moonflowers. Moonflowers. Bông hoa mặt trăng. Mình cũng không rõ nữa. Để mình tăng âm lượng lên. I have new moonflowers. I have new moonflowers. Rồi thì mới nghe bông hoa mặt trăng đấy các bạn. Ok, thì mình đã hoàn thành bài thi này với lại thời gian là 635 giây. Thì thực ra là các bạn không cần chạy đua thời gian hoặc là chạy đua thành tích, điểm số gì đâu. Chỉ cần mà làm đúng khả năng của các bạn. Thời gian bao lâu thì tùy thích, nhưng mà nhớ là trước khi mà nó hết giờ. Bởi vì cái này nó cũng rất là đơn giản, cho nên là các bạn không cần phải tới 20 phút như là toán để hoàn thành một dòng thi, một bài thi đó. Cho nên là cứ thi chậm chậm trước, đúng chính xác mới là quan trọng, xong rồi thử thi nhanh.
Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe để có thể nhận được những video mới nhất này mỗi cuối tuần nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và số tiếp theo sẽ là vòng 2 của lớp 10. Thì bây giờ mình sẽ chỉ làm một lớp thôi. Một hai năm trước thì mình làm rất nhiều lớp và nó tốn khá là nhiều thời gian. Thì mình không thể nào mà đáp ứng được cái chất lượng cũng như là cái phần bình luận cho nó ổn, cũng như là cái phần mà dàn dựng video. Thì bây giờ chỉ cần làm một lớp thì mình hy vọng là mình có thể cải thiện cái video mình tốt hơn. See you, peace.